Che ngang mặt, giấu mất cái gì? Tôi đây mang ba sừng luôn biết ai chưa? Tôi là khủng long Triceratops. Nhìn mặt tôi luôn có ba sừng. Ô lá che ngang đầu, giấu mất cái gì? Tôi đây mang thêm màu to biết ai chưa? Tôi là khủng long Paraparasaurolophus. Nhìn màu tôi đang hát trên đầu. Wow, thật là tuyệt vời. Ô lá che đuôi rồi, giấu mất cái gì? Tôi luôn mang cây chùy theo biết ai chưa? Tôi là khủng long Ankylosaurus. Nhìn chùy thiệt to ở trên đuôi. Vút vút. Wow, khủng long. Ai là mùi ngon? Chúng rất lớn, tranh ta đi. Chúng rất cứng, tranh ta đi. Các người mong gì tranh xa được ta? Tyrannosaurus Rex. Ta săn mùi vô địch. Tyrannosaurus Rex. Kế tiếp ai là mùi ngon? Mắt sáng quắc xem đây, mùi rất thinh xem đây. Trốn vô trong hang được sao? Tyrannosaurus Rex. Ta săn mùi vô địch. Tyrannosaurus Rex. Kế tiếp ai là mùi ngon? Đất lúc dưới bước chân ta, rất khi thế thì ta gầm. Đâu ai không đúng khi đứng trước mặt ta. Đâu ai không đúng khi đứng trước mặt ta. Mình cùng đào xương, hãy mau lên đường. Mình cùng đào xương khủng long. Hãy mau lên đường ngay nào. Mang theo dụng cụ gì đây? Máy chụp hình. Hãy dùng để chụp lại tất cả các hình thấy được. Sa la la la. Cũng thuốc gì? Là dụng cụ dùng đó đã cắt khoảng cách xuống. La 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 la. Cây búa. Là dụng cụ loại bó gạch đá nhỏ đến to. Sa la la la. Bàn chải. Dùng để chà quét hạt cát bụi bắn đi. Sa la la la. Wow, đào xương khủng long xong rồi. Tiếp theo là gì? Nhanh chân lên cùng đêm ghép chúng. Nhanh chân lên phải thật mau ghép cho kỳ càng. Nhanh chân lên cùng đêm ghép chung. Đầu lên cố, rồi sang lưng và sang đuôi. Gọi tên xương đầu, xương cổ, xương lưng, xương hông, xương cột, xương đuôi, xương chân, xương bàn chân răng. Là hoa thật của khủng long. Hoang hô, hoang hô. Chạy thôi. Hay làm theo khủng long nha. Lắc đầu lắc lắc. Dậm chân nào. Đúng đưa. Dậm vô đuôi nào phải trái. Hay làm theo khủng long nào. Oh yeah. Hay làm theo khủng long nha. Hay làm theo khủng long nha. Cắn. Cắn chặt hai hàm răng rắc. Nhai. Nhai nát thức ăn. Gầm vang trời gầm vang.
khu rừng kia đây, Triceratop ở đó. Và tất cả khủng long họ đều sợ tôi. Rất to với ba cái sừng, sừng ở trên mặt tôi, ba cái trên mặt tôi, nhưng chớ có sợ tôi. Một hai ba, một hai ba, ba sừng Triceratops. Xuân khu rừng kia đây, Triceratops ở đó. Và tất cả khủng long họ đều yêu tôi. Với các tấm xương, tấm xương tổ ong, cùng các tấm xương ở trên mặt tôi. Mặt tôi có tấm xương trông giống như vương mì, phải vậy không? Ping Pong Tracing World. 1 2. Khủng long ơi! Bạn ơi, loại khủng long đi đâu? Đâu, đâu, đâu? Khủng long đi đâu? Bạn ơi, loại khủng long đâu rồi? Đã bay ra ngoài không gian hay đến vùng Bắc Cực? Trăng một bụi cây bay xuống từ trên trời, khi con một phù rơi các thiên thần. Xinh đẹp cổ cao, muốn được như tôi rất muốn. Cổ cao xinh đẹp cao cổ, cổ có chi cổ thật cao, cũng giống như tôi đây, khủng long Brachiosaurus. Wow, tôi có chiếc sừng thật là giác, chiếc sừng rất nhọn, sừng nhọn muốn được như tôi rất muốn. Sừng tôi rất nhọn, sừng nhọn cổ có chiếc sừng nhọn ghê, cũng giống như tôi đây, khủng long Triceratops. Wow! Động vật, động vật, động vật, khủng long, khủng long, khủng long, động vật, khủng long. Oh yeah! Miệng tôi rất rộng, phết. Miệng rộng rất đẹp, miệng rộng muốn được như tôi rất muốn. Miệng rộng xinh đẹp, miệng rộng cô có cái miệng rộng thật xinh, cũng giống như tôi đây, khủng long Anatotitan. T-Rex, T-Rex là một thợ săn đáng sợ này. Hai găng con hai thôi, thân 40 feet, 20 feet cao, cân nặng 8 tấn, mỗi hai chú cũng không bằng. Yum 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 yum, Tyrannosaurus, Tyrannosaurus, Tyrannosaurus. Vị vua của các khủng long. T-Rex, T-Rex là một thợ săn đáng sợ này. Hai găng con hai thôi, răng nhọn ghê, chúng 8 inch dài, trông thật to, ăn 500 bao cũng không vừa. Yum 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 yum, Tyrannosaurus, 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 Tyrannosaurus.
thân tôi đây khổng lồ ghê chưa, nặng ngang với 60 chú voi. Và tôi cũng là loài nặng nhất, khủng long nặng nhất là tôi. Argentinosaurus, Argentinosaurus. Kế tiếp, loài khủng long có đầu mạnh nhất, khủng long Pachycephalosaurus. Wow! Đầu mạnh nhất chính là của tôi, mạnh như quả bóng trời bầu lĩnh. Loài khủng long với chiếc đầu mạnh nhất, loài mạnh mẽ nhất là tôi. Loài khủng long nhanh nhất, khủng long Gallimimus. Chạy nhanh như xe buýt đến trường, chạy đua nhanh nhất loài là ai? Khủng long nhanh nhất là tôi. Gallimimus, Gallimimus, Gallimimus. Là vua của những cái húc đầu. Này, có ngon lại đây, chiến nào. Húc cho nên sưng cài đầu. Yeah. Bum bum bum, bum rum chum chum, bum bum bum, bum rum chum chum. Rất mạnh với cái đầu, Bacchicephalosaurus. Họ sợ anh cưng dậy, anh húc cái đầu. Húc húc để cho sưng đầu. Bum, mình là vua, là vua của những cái húc đầu. Có biết tớ là ai không? Bacchicephalosaurus, húc cho nên sưng cài đầu. Yeah! Khủng long ABC, khủng long ABC, cùng nhau hát từ A tới Z. Khủng long ABC, khủng long ABC. Bạn ơi, cùng hát với tôi. Ankylosaurus, B. Brachiosaurus, C. Compsognathus, D. Deinonychus, E. Elasmosaurus, F. Fabrosaurus, G. Gallimimus, H. Hadrosaurus, I. Iguanodon, J. Jaxartosaurus, K. Kentrosaurus, L. Lambiosaurus, M. Megalosaurus, N. Nodosaurus. Khủng long ABC, khủng long ABC, cùng nhau hát từ A tới Z. Khủng long ABC, khủng long ABC, cùng nhau hát từ A tới Z. Oviraptor, P. Protoceratops, Q. Quetzalcoatlus, R. Ramphorhynchus, S. Spinosaurus, Tyrannosaurus, U. Utahraptor, V. Velociraptor, W. Oneonosaurus, X. Xenotarsosaurus, Y. Youngchanosaurus, Z. Zygongosaurus. I hope you're there. Cùng với nhau. Khủng long ABC, khủng long ABC, cùng nhau hát từ A tới Z. Hát lên cùng với khủng long ABC, khủng long ABC, baby. Nhiều lần ta sẽ nhớ lâu. Yeah, đó. Khủng long vẫn còn sống thì sẽ như thế nào ta? Lửa cháy rồi! Cứu tôi với, người khủng long ơi! Nhờ Brachiosaurus kia còn thì sao? Nhờ Brachiosaurus kia còn thì sao? Tôi có thể cứu hóa giúp người với cái cổ rất dài. Nhờ Brachiosaurus kia còn thì hay. Lính cứu hỏa đây! Nhờ Trudon kia còn thì sao? Nhờ Trudon kia còn thì sao? Tôi có thể đứng lớp giảng bài với trí thông minh này. Nhờ Trudon kia còn thì hay. Nín đi con yêu, đừng khóc nữa. Giúp tôi với, người khủng long ơi. Nhờ Mayasaur kia còn thì sao? Nhờ Mayasaur kia còn thì sao? Tôi có thể giữ chết suốt ngày bởi tin tôi vẫn luôn hiền từ. Nhờ Mayasaur kia còn thì hay. Hoàn thành nhiệm vụ.
cùng đi nhé, nào mình cùng đi nhé. Châu du khắp nơi kiếm ăn suốt ngày. Có nhiều thứ để ăn quá. Chuẩn bị, sẵn sàng, đi. Bước nào nhanh chân bước đi. Một đất trung khi đều bước ta dần. Và rồi nhịp nhặn đuôi to ta lắc. Sang đây chúng tôi khủng long buồn trầm. Nào mình cùng đi nhé, nào mình cùng đi nhé. Xem đây chúng tôi khủng long hai chân. Nào mình cùng đi nhé, nào mình cùng đi nhé. Tung tăng khắp nơi vui chơi suốt ngày. Đi xem pháo hoa đang bắn thôi. Chuẩn bị, sẵn sàng, đi. Đưa nào nhanh chân nhé, được. Xem mai dây cao hơn là chúng tôi nè. Ta cùng nhau nhịp chân và lắc theo điệu nhạc. Xem đây chúng tôi khủng long hai chân. Chào, tôi là khủng long Iguana Đần. Đến giờ ăn sáng rồi. Nay tôi làm đầu bếp. Làm ra món đặc biệt đây. Đâu? Lá cây tươi ngon tươi ngon tuyệt vời. Còn gì ngon hơn lá cây? Lá cây. Wow, ngon thiệt là ngon luôn. Lá cây tươi ngon tuyệt vời. Nhìn màu xanh thật ngon. Tôi là khủng long Anisomimus. Tới giờ ăn trưa rồi. Nay tôi làm đầu bếp. Đầu bếp. Làm ra món đặc biệt đây. Đâu? Rất ngon nha, ngon nha, ngon tuyệt vời. Nhìn bọ thật là ngon. Bọ. Oh, bữa ăn tuyệt vời. Rất ngon nha, ngon nha, ngon tuyệt vời. Bọ ngon ngay thật ngon. Chào, tôi là khủng long Tyrannosaurus. Tới giờ ăn tối rồi. Nay tôi làm đầu bếp. Làm ra món đặc biệt đây. Chào. Rất ngon nha, ngon nha, ngon tuyệt vời. Nhìn thịt thật là ngon. Vị thật tuyệt. Rất ngon nha, ngon nha, ngon tuyệt vời. Kìa thịt dài ngon nhất. Thêm thịt nữa đi. Dậm chân khủng long này. Một chú khủng long to bự ở đây, Diplodocus. Dậm đôi chân mạnh, dậm chân dậm xuống đây. Hãy lắc lư thân mình bằng đi, lắc lư, lắc lư, lắc lư. Một chú khủng long to bự ở đây, Diplodocus. Đã đến lúc ngừng lắc lư rồi. Lắc, lắc, lắc. Một chú khủng long to bự ở đây, Diplodocus. Vè vẫy đuôi dài, anh vè vẫy cái đuôi. Vẫy cái đuôi nào cùng nhau, vẫy vẫy đuôi. Một chú khủng long to bự ở đây, Diplodocus. Ai là vua của các loài khủng long? Tôi, Spinosaurus. Tôi, Tyrannosaurus. Hầm thì thật to, măm. Gai cánh bùm bóp. Spinosaurus kêu ra ra ra. Dầm bàn chân, răng rắc hàm. Chẳng gì vượt qua hàm cá sâu của tôi. Tôi, Spinosaurus. Tôi, Tyrannosaurus. Răng sắc, nghiêng. Và vuốt rất mạnh. Tyrannosaurus kêu ra ra ra. Dầm bàn chân, răng rắc hàm. Chẳng thể bài được đâu với hàm răng tôi sắc nhọn. Vẫn chưa kết thúc đâu. Mama mi mi my must Kelly my must. Mama mi mi my must chất yo my must. Tattoo my must, mama my must. Tớ không là đà điều. Clip. Tattoo my must. Only to my must, mama my must. Chim không phải mình. Tweet. Only to my must. Chúng ta thích chạy khắp muôn nơi. Chúng ta thích chạy nhanh và nhanh hơn. Ôi sờ này chạy mãi không thôi. Ôi sờ này chạy mãi không thôi.
Ôi sợ này sợ này sợ này sợ này chạy mãi không thôi. Ôi sợ này sợ này sợ này sợ này chốn thôi. Giáp ở trên người anh và mình không sợ chú khủng long bào chua. Lên keng lên keng lên keng lên keng tới như là một chiến xa. Khủng long chiến xa đây Ankylosaurus. Ankylo chú ý nào, 1 2 3 4 bước đều bước, 1 2 3 4 Ankylosaurus cái chùy ở đằng đuôi. Và mình không sợ kẻ săn mồi đâu. Tấn công chúng nó, tấn công chúng đi, đừng đến gần tôi. Khủng long chiến xa đây Ankylosaurus. Ankylosaurus. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.